10 câu chuyện về nhân quả luân hồi. Con người từ đâu sanh ra? Chết rồi đi về đâu? Tại sao giữa đời lại có những kẻ giàu, nghèo, sang hèn, đẹp xấu, trí ngu, sai biệt? Tại sao có người hiền lành mà thường gặp việc khổ sở không may? Kẻ hung ác lại được an vui phát đạt? Đây là mối nghi nan thắc mắc chung của đa số người. Và theo Phật giáo, tất cả sự việc này bao gồm trong vấn đề luân hồi nhân quả. Quý thính giả nên nghe những câu chuyện nhân quả luân hồi sau để hiểu hơn về luật nhân quả luân hồi. Câu chuyện thứ nhất, nhân quả luân hồi, chuyện hai quỷ đói hành thiện tích phúc. Có vị Lưu tiên sinh ở trong một ngôi chùa cũ dạy trẻ nhỏ đọc sách. Trong một đêm tối, trăng sáng mờ, ông nghe thấy tiếng soạt soạt ngoài cửa sổ. Từ chỗ hở nhìn ra ngoài chỗ tường vỡ, thấp thoáng như có hai bóng người. Lưu tiên sinh vội vàng hô, có trộm. Chợt nghe bên kia tường có người nói nhẹ, chúng tôi không phải trộm cắp, là có việc đặc biệt tới cầu ông. Lưu tiên sinh kinh hoàng hỏi, cầu tôi làm cái gì? Ngoài tường có thanh âm đáp lại, nguyên vì chúng tôi kiếp trước tạo ác nghiệp, chết rồi giáng vào loài quỷ đói, ngạ quỷ, đến giờ cũng gần 100 năm rồi. Mỗi khi chúng tôi nghe mùi thức ăn từ nhà bếp của chùa bay ra, thì cơn đói nổi lên như thiêu đốt. Chúng tôi lặng lặng quan sát, thấy ông là một người có tâm từ bi. Do vậy, cầu ông ban cho một ít cơm nguội canh lạnh, giải thoát nỗi đói khát có được chăng? Lưu tiên sinh nói, trong nhà Phật thường làm nghi thức sám hối, công đức này đủ để cứu đói cho ngạ quỷ. Các vị vì sao không hướng đến hòa thượng trong chùa xin siêu độ? Ngạ quỷ đáp lại, quỷ mà có thể gặp được lễ siêu độ, ấy cũng là kiếp trước đã có gieo nhân thiện. Như hai chúng tôi, kiếp trước bận bận rộn rộn, luồn lách con đường quan lộ. Nhìn ai quyền lực lớn, chúng tôi liền liên kết, ý nhờ người ta. Nếu là người thế lực đã lụng bại, chúng tôi liền trở mặt không nhận người, xem như người lạ. Chúng tôi chưa từng làm vài việc tốt đáng kể nào giúp đỡ người khác, cũng không có gieo nhân thiện, nên bây giờ làm quỷ đói, làm sao có thể gặp được thiện duyên mà được siêu độ chứ? May mắn thay, chúng tôi lúc đó tuy được tiền tài bất nghĩa, nhưng chưa từng tham lam với bằng hữu, với người đói khổ hay cô quả, và cũng có từng quyên tặng chút ít. Do vậy, bây giờ được chút ân xá, được phép ăn chút cơm lạnh. Nếu không có chút việc thiện đó, thì sẽ bị bắt vào đại địa ngục, rồi thức ăn được đưa đến miệng là cháy thành than. Dù cho có lực đại thần thông của Phật, Bồ Tát, cũng chẳng thể làm gì được với nghiệp lực này vậy. Lưu tiên sinh nghe xong, trong lòng thương xót, rồi đáp ứng thỉnh cầu của họ. Ngạ quỷ cảm tạ không ngừng, rồi rơi nước mắt than vãn mà đi. Từ đó, Lưu tiên sinh mỗi ngày đem cơm lạnh canh nguội vẫy ra ngoài tường. Những ngạ quỷ đó cũng giống như cảm ứng được mà đến dùng. Nhưng mà người trần mắt thịt nhìn không thấy hình tích gì, cũng không nghe không biết. Rồi qua hơn 1 năm, một đêm, đột nhiên nghe thấy ngoài tường có tiếng kêu. Lưu tiên sinh, cảm tạ ngài đã khoản đãi chúng tôi suốt thời gian dài. Hôm nay chúng tôi tới cáo biệt đây. Lưu tiên sinh kinh hoàng hỏi, các vị muốn đi đâu? Quỷ đáp, hai chúng tôi không có cách nào cầu được siêu thoát, chỉ có thể tự làm chút việc tốt mà có thể mong cầu siêu độ. Thời gian qua, bọn tôi sống trong mảng rừng này, muôn thú có rất nhiều, hễ có người muốn đến bắt chúng tôi liền hiện hình làm chúng sợ khiến chúng chạy mất. Có người muốn đặt lưới mò bắt cá trong hồ, hai chúng tôi liền đuổi chúng đi. Chính vì niệm thiện tâm này làm cảm động thần linh đã xá miễn tội nghiệp cho hai chúng tôi. Hôm nay đã được thoát ly ngã quỷ và chuyển thế thác sinh rồi. Về sau,
Lưu Tiên Sinh thường đem câu chuyện này kể cho mọi người nghe và nói: họ phải làm kiếp quỷ đói trầm luân, nhưng vẫn có thể dùng tâm sức nhỏ bé của mình mà cứu động vật. Còn con người chúng ta, đối với rất nhiều việc tốt, vì sao cuối cùng thoái thác, nói bản thân không đủ sức để làm vậy? Câu chuyện thứ hai: hôn nhân như địa ngục. Luân hồi thật đáng sợ, kiếp trước là sói, kiếp này là vợ. Lần nọ, mười mấy người cư sĩ chúng tôi muốn đi Ngũ Đại Sơn bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Anh Kim là giám đốc nhà in, tình nguyện lái xe đưa chúng tôi đi. Mặc dù anh không tin Phật, nhưng thuộc tiếp người hết lòng vì bạn. Anh tự lái chiếc xe hơi đời mới, sang trọng, đưa chúng tôi vượt đường xa. Hơn nữa, có ba lý do khiến anh sốt sắng. Thứ nhất là vì muốn giúp bạn hữu. Thứ hai là từng nghe đồn những việc thần kỳ về Hòa Thượng Diệu Pháp, nên anh cũng tò mò. Thứ ba là thuở giờ chưa biết thắng cảnh Ngũ Đại Sơn, nên cũng muốn đến cho rõ. Đáng tiếc là ngày đầu tiên lúc chúng tôi hướng Hòa Thượng thịnh pháp thì anh Kim có vẻ do lái xe mỏi mệt quá nên đã đi ngủ mất tiêu. Sáng hôm sau, mấy cư sĩ lại hướng Hòa Thượng thỉnh giáo nguyên nhân bệnh hoạn. Sư phụ kiên nhẫn giảng, bảo họ từng giết qua loài vật nào, thậm chí giết làm sao, ăn như thế nào, cho đến quá khứ từng trộm qua thứ gì, dùng bao nhiêu, còn bao nhiêu để ở địa phương nào. Mỗi mỗi đều kể rất rõ ràng. Chứng kiến sự thật này, anh Kim hoàn toàn bị chấn động. Anh cứ trố mắt nhìn, mồm há to, chăm chú theo dõi. Ngó bộ, anh hết sức hưng phấn, khẩn trương, thậm chí nhiều lần muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Buổi chiều, anh đến tìm tôi, ngỏ ý muốn tối đó một mình đến lễ Hòa Thượng hỏi chút chuyện. Vì ngại nên nhờ tôi xin phép trước giùm. Được sự chấp nhận của sư phụ, 7 giờ tối tôi dẫn anh đến phòng khách. Chỉ thấy anh Kim cung kính quỳ trước Hòa Thượng, hai tay chắp lại, trang trọng khấu đầu làm lễ 3 lần. Ngó bộ anh đã bị Hòa Thượng thuyết phục, thực lòng tin theo Phật Pháp rồi. Hôm qua lúc chúng tôi gặp Hòa Thượng và hành lễ với ngài, anh còn đứng ở bên ngoài ngó vào thôi. An tọa xong, anh Kim mặt đầy sầu muộn kể lễ với vẻ bi ai. Con và vợ là Tiểu Khiết kết hôn được 12 năm, đã có một bé trai 10 tuổi. Trước khi cưới Tiểu Khiết, con có thương một người bạn học láng giềng tên Tiểu Lý. Tụi con vốn là đôi bạn thanh mai trúc mã, đã dự tính sẽ kết hôn với nhau. Ngay lúc đó thì con quen Tiểu Khiết. Nếu so về tướng mạo, công việc, hoàn cảnh gia đình, Tiểu Khiết đều thua xa Tiểu Lý. Vậy mà không hiểu con bị trúng tà hay ma ám chi, vừa gặp Tiểu Khiết là đã yêu ngay. Mặc cho bạn bè thân hữu phản đối, con vẫn ương bướng, cương quyết kết hôn cùng Tiểu Khiết. Cưới nhau mới 3 ngày, vẫn còn khách đến nhà thăm. Cha mẹ con cũng bận rộn phụ tiếp. Ngay lúc này, có hai người bạn bước vào, vừa cung tay chúc mừng, vừa cười và bảo con: chú Kim này, em thật có lỗi nha, kết hôn mà không báo cho các anh hay, sợ hao rượu mừng hả? Con vội bước tới nghênh đón cười đáp: thật xin lỗi quá, do kết hôn gấp gáp lại bận bịu nên không báo tin kịp, mong các anh lượng thứ cho. Lúc này Tiểu Khiết mang nước ra mời. Các anh bạn con đùa: chà, chú Kim này, tôi phải trách chú không báo tin đấy. Té ra thím xinh đẹp thế nên sợ chúng tôi cướp đi có phải không? Con cười ha hả nói: đẹp cái nỗi gì, xấu quá đi. Em còn đang hối hận đây này. Con nói chưa dứt câu, Tiểu Khiết đột ngột quay lại, hai mắt trợn trừng, đỏ ngầu, tia nhìn hung dữ, ải giáng cho con hai bạt tay. Lúc đó mắt con nổ đom đóm, người trong nhà đều đứng ngay ra nhìn. Còn cô vợ mới cưới, vừa khóc vừa la làng, làm ầm ĩ lớn chuyện, nhất định không chịu bỏ qua.
con bị tác đau điếng đến mê muội, thịnh nộ nổi lên, chỉ muốn xé nát cô ta ra. Nhưng con vừa đưa tay lên thì buông xuống, lý trí nhắc nhở mình không nên làm vậy khiến láng giềng chung quanh chê cười, không nên làm ba mẹ phiền bực. Do hai anh bạn ái nái xin lỗi và mọi người xúm nhau khuyên giải, con đành phải nén giận, gắng gượng cười làm vui. Suốt 12 năm nay, chúng con luôn gây cãi đánh nhau không ngừng, làm ầm ĩ và đòi ly hôn 6 lần. Trong đây có 2 lần Tiểu Khiết dọn đồ đi. Nhưng mỗi khi sắp làm thủ tục ly hôn, luôn bị thân bằng xúm vô ngăn trở, khiến việc ly hôn bất thành. Điều này khiến tâm con luôn thống khổ. Cả hai đứa đều muốn ly hôn, nhưng cứ gặp cảnh chia tay bất thành. Có quái gì không chứ? Xin sư phụ chỉ dạy giúp cho con. Trong lúc anh Kim nói, Hòa Thượng Diệu Pháp khép nhẹ đôi mắt như đang nghe, lại giống như đang tư duy. Bây giờ, ngài mới đưa mắt nhìn anh Kim và hỏi. Anh dẫn con trai đi sở thú, ưa ngắm nhìn lũ chim công lắm phải không? Dạ phải, con thấy công xòe đuôi rất đẹp. Hòa Thượng mỉm cười kể. Cách đây 3 đời, anh sinh ra nơi một thôn trang dưới núi, là một nam tử Hán. Anh thường lên núi đốn củi và quen với một con công ở trên núi. Mỗi lần gặp thường hay cho nó ăn thứ gì đó. Công hay chơi đùa với anh. Anh cũng rất thương công, và con công cũng quyến luyến anh. Có ái tức có tình. Đời sau là kiếp thứ 2, anh vẫn sinh làm đàn ông, nhưng công thì chuyển sinh làm phụ nữ, do tình cảm kiếp trước mà kết thành phu thê. Nhưng bởi vì cô vợ từ kiếp súc sinh mới chuyển lên, tuy mang hình hài người nhưng tập tính thú cầm vẫn còn, cho nên vợ chồng thường gây cãi ầm náo. Lúc anh nổi thịnh nộ, khó tránh khỏi đánh vợ. Cô ta là nữ nên đánh không lại anh, tất nhiên ghim hận trong lòng. Đời sau nữa, anh vẫn chuyển sinh làm nam, ăn mặc giống như người luyện võ. Hôm nọ, anh đẩy xe mộc luân xa. Xe có bánh làm bằng gỗ, lên núi, bất ngờ gặp một con sói. Anh liền lấy dây xích sắt đánh nó. Chẳng mấy chốc, con sói bị hạ gục. Anh lập tức dùng xích cột cổ nó ra sức siết chặt. Con sói dãy dụa một lúc thì bất động. Anh bỏ con sói nằm ở đó rồi đẩy xe đi. Chập sau, con sói tỉnh dậy, nhưng vì bị thương tổn hại đến thần kinh, khiến tứ chi nó bại liệt. Nó tru lên, gọi những con sói khác tới, kéo nó về động. Dần dần nó chết đi. Hòa Thượng Diệu Pháp kể xong câu chuyện, nhìn thấy mặt anh Kim bán tính bán nghi, liền hỏi. Nơi cổ vợ anh có hằn những đường mờ màu trắng, vết sẹo nằm lộn xộn, không có hàng lối gì hết phải không? Nghe nói thế, anh Kim cả kinh, mặt mày biến sắc thưa. Dạ đúng, đúng như vậy. Hòa Thượng nhìn gương mặt tái nhợt của anh, ôn tồn nói. Anh đừng căng thẳng quá như thế. Mỗi người thân thể hình thái, ngũ quan tướng mạo, cho đến vân tay, dấu bớt, mang từ lúc còn trong thai, ngay cả tập khí, tính tình, đẹp xấu trắng đen, toàn bộ đều liên quan đến nghiệp đã tạo đời trước. Bởi vì anh bình thường tâm địa hiền lương, ưa làm chuyện phúc thiện giúp người, bản thân tuy không tin Phật, nhưng lần này vẫn muốn tình nguyện chở giúp người lên núi lễ Phật nghe Pháp. Nhờ vậy mà hôm nay có duyên được nghe tai giảng cách phá giải nhân quả cho. Đã nói phá, tức là có phương cách hóa giải. Anh không nên cứ đinh ninh cho rằng ngủ bên cạnh mình là một con sói, vì vợ anh hiện giờ đang thực sự là người. Mỗi chúng ta, từ vô thỉ kiếp đến nay, luân hồi trong lục đạo, có cõi nào mà chẳng từng đi qua. Phật ngày xưa cũng từng hiện làm thân nai chúa mà. Ta hỏi anh một việc nữa, anh có giúp mấy cô gái mua vé vào tham quan cảnh chùa hay không? Các danh lam thắng cảnh ở Trung Hoa đại lục, khách đến muốn tham quan phải mua vé vào cổng, phí thu này do chính phủ quản.
Giám đốc Kim lộ vẻ rất kinh ngạc thưa. Dạ có, dạ có. Đấy là mấy nữ công nhân thất nghiệp muốn vào chùa bái Phật nhưng không có đủ tiền mua vé. Mai là lúc đó con đi ngang, thấy vậy nên giúp giùm. Làm sao mà chuyện vụn vặt này sư phụ cũng biết. Muốn người đừng biết, trừ phi mình đừng làm. Bất kể làm thiện hay ác chi cũng đồng một lý này cả. Thế con làm qua việc xấu gì, ngài cũng biết hết ư? Chư Phật Bồ Tát, thiên địa quỷ thần đều biết và thấy hết. Vì vậy, Phật mới khuyên chúng ta không nên làm ác, mà phải làm toàn điều lành. Thế có phải sau này Tiểu Khiết sẽ lấy mạng con? Hòa thượng chậm rãi nói. Đợi đến khi anh hơn 40 tuổi, vào một tối nọ anh về nhà do một chuyện vặt vãnh mà gây cãi ầm ĩ cùng vợ, và anh sẽ ra tay đánh cô ấy. Rồi anh nằm ngủ, vợ anh sau một hồi khóc lóc, tâm lan rối sẽ bộc phát. Thế là cô ta đi tìm một sợi dây điện, gấp đôi lại, rồi một đầu quấn quanh cổ anh, luồn đầu kia vào lòng dây đôi nơi cổ, rồi cột vào chân giường. Sau đó, hai tay ả nắm chặt dây điện, dùng chân đạp trụ giường, ra sức kéo, siết cổ anh. Anh giãy giụa một hồi rồi bất động. Cô vợ sẽ nới tay nghỉ mệt một lúc, xong lại làm tiếp. Vừa siết, vừa kéo, vừa mắng anh. Về đâu anh tỉnh dậy, mở mắt ra. Nhưng từ cổ trở xuống đã mất tri giác. Từ đó anh bị bại liệt. Nghe đến đây, mặt anh Kim trắng bệch không còn chút máu. Anh vội quỳ xuống trước Hòa Thượng Diệu Pháp, khủng hoảng thưa. Xin sư phụ cứu con, cách đây 5-6 năm về trước, có lần con đi vào công ty bách hóa. Khi về, vừa ra tới cổng lớn, thì con thấy có một người đẩy chiếc xe lăn cũng tiến ra cổng. Con vô cùng kinh ngạc khi phát hiện người ngồi trên xe lăn chính là con. Nhưng mà tuổi lớn hơn, nhìn khoảng ngoài 40 tuổi. Con liền định thần nhìn lại thì thấy không phải là con. Rồi con nhìn lại nữa, lại thấy đó là con. Hiện tượng kỳ quặc này đã khiến con suy nghĩ suốt mấy ngày. Lúc đó còn con nghĩ, phải chăng mình đang thấy trước điềm báo vào lúc hơn 40 tuổi, mình sẽ bị bại liệt. Lúc đó con suy nghĩ nát óc mà không hiểu được. Bây giờ nghe sư phụ kể câu chuyện này rồi, thì con đã hiểu và tin, xem ra mình thực sự có bị nạn đó. Xin ngài hãy cứu con, hãy thu nhận con làm đồ đệ. Từ nay trở đi, con muốn là đệ tử của Phật. Nếu không, cho dù con kiếm được tiền nhiều đến mấy, thì nào có ích chi đâu. Hòa thượng Diệu Pháp mỉm cười nói, con hãy đứng dậy, chuyện quy y hãy đợi trong chùa thông báo cho. Còn như giúp con giải trừ nạn này, thì mấu chốt nằm ở bản thân con. Trước tiên, con phải sám hối nghiệp gây gỗ, đánh đập người trong kiếp trước, và lỗi đã sát hại con sói. Giờ đây, con có thể lên đại điện lễ Phật sám hối. Sau khi về nhà rồi, thì phải thiết lập Phật đường ngay trong nhà. Nếu không tiện thì không lập cũng được, vì Phật tại trong tâm mà. Nhưng quan trọng là mỗi ngày, vào lúc rảnh, còn tranh thủ nhín thời gian tụng một bộ kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Tụng khoảng hơn nửa tiếng là xong một biến. Tùy theo thời gian của mình mà mỗi ngày con tụng mấy biến đều được. Lúc tụng phải tịnh tâm chuyên chú, chí thành hồi hướng cho con sói đời trước bị con làm hại, giúp nó tăng gia phúc báo, kết duyên với Phật môn, tiêu trừ tâm sói và tâm sân si oán hận đối với con. Dần dần, con sẽ thấy vợ con thay đổi, đối với con từ ái tử tế hơn, gia đình sẽ hòa thuận, bi kịch vốn phải phát sinh sẽ không phát sinh nữa. Đây gọi là cảnh chuyển theo tâm, nghĩa là tâm con có thể chuyển cảnh, khiến không khí gia đình được thiện hóa theo. Con phải tu sửa tâm, giữ thân khẩu ý trong sạch để chuyển ác khí thành hiền khí, chuyển phiền não thành bồ đề, vì vạn pháp duy tâm tạo.
Sau khi con rời khỏi nơi này rồi, từ đây phải thường thân cận thiện tri thức cho nhiều vào. Đối với bạn bè, con có thể đem kinh nghiệm từng trải và sự tu hành của bản thân mình để thuyết pháp, hóa độ họ vào chánh đạo. Lúc rảnh nên đọc kinh tạng, nghiên cứu nhiều để hiểu cho sâu, tự khai mở trí cho mình. Bình thường có đi đâu, dù tản bộ hay lái xe, hoặc khi rảnh rỗi, nên thường niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong xã hội dấy đầy bạo loạn tranh đấu như hiện nay, không nên mưu đồ chiếm lợi nhiều, không nên truy cầu tiền bạc bất nghĩa. Phải biết, hại người chính là hại mình. Từ nay về sau, quyết không làm bất cứ điều gì sai trái, có lỗi với lương tâm mình. Khi làm việc, cư xử cần thành thật, nên nộp thuế đúng thời, chỉ làm toàn những điều lợi quốc, lợi dân. Được vậy thì nhất định hãng xưởng của con sẽ trụ vững, không thất bại trong thương trường. Do con bái ta làm thầy, nên ta truyền thọ Phật Pháp cho con. Phải tôn kính tuân hành mới là đệ tử Phật chân chính. Như vậy sẽ được Thiên Long hộ vệ, chư Bồ Tát gia trì. Nếu con khinh suất không chịu giữ giới luật, thì con chẳng phải là đệ tử Phật. Cho dù con có được tờ phái chứng nhận mình đã quy y, thì hiện tại khó được Phật chúc phúc, mà tương lai cũng sẽ rơi vào ác đạo. Tài giảng nãy giờ, con nghe hiểu hết chưa? Anh Kim một bề cung kính lắng nghe, vội thưa. Bạch sư phụ, con hiểu rõ hết rồi à? Xưa nay con vốn chẳng hút thuốc hay uống rượu chi, ngay cả trà còn chẳng dùng tới. Từ hôm nay trở đi, con thề giữ giới nghiêm minh, dứt tuyệt ăn mặn. Đoạn sau câu chuyện, tôi nghĩ chẳng cần kể tiếp nữa. Hiện nay, gia đình giám đốc Kim đã hòa thuận, công việc hãng xưởng rất phát và bận rộn tất bật, thành là một thương hiệu được tín nhiệm, cực kỳ nổi danh. Câu chuyện thứ ba, nhân quả luân hồi, cá đầu thai làm người, báo thù. Có một chú sa di pháp danh Thích Thông Huệ, chú xuất gia khi mới tầm 8 tuổi. Bổn phận của chú hằng ngày chỉ là quét sân chùa, làm những việc lặt vặt. Đến năm 14 tuổi, chú sa di Thông Huệ được các thầy giao cho việc gánh nước. Mỗi ngày phải xuống núi, gánh khoảng 20 gánh nước lên cho mọi người sử dụng. Một hôm, trong lúc chú gánh nước lên núi, có một bà bán cá đội trên đầu một cái chậu đựng đầy cá ra chợ bán. Khi đi ngang qua gánh nước của chú sa di, bà dừng lại, hạ cái chậu cá xuống đất. Vô ý thế nào làm văng một con cá vào thùng nước chú sa di đang gánh. Thế là thùng nước trong lành của chú bị con cá đó làm cho tanh ngòm đi, không thể dùng được nữa. Nhất là ở trong chùa kỵ mùi tanh của thịt cá nên buộc phải đổ đi. Do khi đó chưa hiểu đạo nhiều, chú nổi cáo lên, nhìn con cá mà tiếc công sức mình hì hục gánh nước gần về tới nơi, lại vì con cá này mà đành đổ đi hết. Tức quá, chú túm lấy con cá, khi đó đang còn sống, đập mấy nhát liền vào thùng nước, vừa đập vừa chửi rủa nó. Và đương nhiên, con cá chết ngay lập tức. 30 năm sau, chú sa di đã trở thành một thiền sư. Sau khi sư trụ trì viên tịch, ngài tiếp nối làm trụ trì ngôi chùa đó. Một hôm, khi đang ngồi thiền trong chùa, thì có một vị tướng trẻ tên là Trương Tuấn dẫn quân đi ngang qua chùa. Viên tướng ghé vào chùa, nhìn thấy thiền sư Thông Huệ, trong tâm bỗng dưng bừng bừng khởi lên sự giận dữ, mà chính Trương Tuấn cũng không hiểu được là vì sao. Trương Tuấn không kiềm chế được, liền rút kiếm ra định đâm vị thiền sư mà mình chưa từng gặp bao giờ. Khi ấy, thiền sư mở mắt, điềm tĩnh nói, ta đã chờ ông 30 năm rồi. Viên tướng Trương Tuấn liền hỏi, tại sao tôi với ngài chưa từng gặp nhau lần nào? Đây là lần đầu tiên tôi đi qua vùng này, vậy mà không hiểu vì sao cảm giác trong tôi thay đổi bất thường. Vừa nhìn thấy ngài là tôi muốn giết ngài liền. Thiền sư Thông Huệ trả lời,
không phải ngẫu nhiên, mọi chuyện đều có nhân duyên của nó. Nói rồi, thiền sư kể lại câu chuyện đập chết con cá 30 năm về trước. Sau khi đập chết con cá, Ngài cảm thấy rất hối hận. Ngài hay sám hối về việc này, và chắc hẳn Ngài cũng thường tạo các công đức hồi hướng cho con cá ấy. Và Ngài sẵn sàng chờ đợi cái ngày mà quả báo xảy đến, khi mà con cá tìm đến báo thù. Ngày đó cuối cùng đã đến. Thiền sư nói tiếp, con cá đó đã chuyển kiếp thành người, chính là ông đó. Sở dĩ hôm nay ông đi ngang qua đây, không dưng cảm thấy nóng giận, muốn lấy mạng tôi, là vì kiếp trước tôi đã giết ông. Khi bị giết, ông đã khởi tâm sân hận, muốn báo thù. Khi tái sinh, ông không nhớ kiếp trước của mình. Nhưng tôi biết, và tôi đã chờ đợi ngày này từ nhiều năm qua. Trương Tuấn nghe xong liền hạ thanh kiếm xuống. Sau đó, ông ta xin xuất gia làm đệ tử của thiền sư Thông Huệ. Chính nhờ sự sám hối và hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, chính là con cá đó, thiền sư Thông Huệ đã hóa giải được mối oan oan tương báo mà nếu là người khác không hiểu đạo, chắc chắn sẽ tạo thành mối thù truyền kiếp. Kiếp này ông giết tôi, kiếp sau tôi giết ông, không biết bao giờ mới chấm dứt. Câu chuyện thứ tư, nhân quả luân hồi. Nơi mẹ tôi đến, mẹ đọa địa ngục và tận mắt thấy mẹ tái sanh chư thiên, công đức của Ngài Địa Tạng không thể nghĩ bàn. Mẹ tôi chết ở Đại Lục, tôi đem công đức xuất gia hồi hướng cho bà và đích thân chứng kiến mẹ thăng thiên. Đây là việc ngàn chân muôn thật. Địa điểm xảy ra tại tháp Thất Bảo Điện Địa Tạng thuộc chùa Đại Giác ở Cơ Long, Đài Loan. Một tối nọ, tôi mộng thấy mẫu thân đang bị giam trong ngục. Sau đó, bà từ trong ngục đi ra, níu tôi cất giọng sầu thảm và nói, con ơi, hãy mau cứu mẹ. Tôi hỏi, vì sao mẹ lại ở trong đây? Mẹ tôi nói rất nhiều, bà thuật chuyện bị người đem nhốt vào ngục như thế nào, khổ sở ra sao, và thúc hối tôi hãy mau cứu bà ra. Tôi nói, được rồi, xin mẹ hãy chờ, con nhất định sẽ cứu mẹ. Tôi vừa trở mình thì thức giấc, liền ngồi bật dậy. Khi tôi nằm thấy ác mộng này, nhằm vào lúc chùa Đại Giác đang mở đại giới đàn tại Cơ Long. Sáng ra tôi vì mẹ lập một bài vị để cầu siêu. Quý vị chú ý cách thức tôi lập bài vị. Trước tiên tôi chắp tay lại, tụng một quyển kinh A-di-đà và 21 lần chú vãng sanh. Tụng xong thì cầm bút viết bài vị. Khi thảo mỗi một nét chữ tôi luôn niệm Phật. Viết xong thì tôi lại tụng 21 lần chú vãng sanh. Đọc hồi hướng và cung thỉnh chư Phật Bồ Tát gia hộ cho mẫu thân được siêu thăng, ly khổ đắc lạc. Sau đó tôi cầm bài vị đưa cho một chú sa di, nhờ đem đến đặt ở bàn thờ vong, nơi công đức đường dùm. Vì tôi còn phải đi làm nhiệm vụ dẫn lễ của mình, nên cũng chẳng rõ chú Tiểu đã an trí bài vị của mẫu thân mình ở chỗ nào. Tối đó, tôi lại nằm mơ, thấy mình kéo mẫu thân thoát ra khỏi địa ngục. Tay tôi vẫn giữ chặt mẫu thân, và từ không trung bay thẳng về Đài Loan. Tôi chỉ nhớ được từ trên không trung ở Kim Môn, chỉ một bước thôi là tôi nhảy thẳng qua eo biển Đài Loan. Khi đến trên không chùa Đại Giác thì tôi liền hạ xuống đứng trước cổng niệm Phật đường. Sau đó tôi hộ tống mẫu thân lên lầu, thỉnh bà ngồi một góc nơi phía bên phải và nói, mẹ hãy ngồi ở đây đợi con nha, con sẽ siêu độ cho mẹ. Nói xong tôi thức giấc. Hôm sau vì quá bận rộn truyền giới nên cả ngày tôi chưa rảnh để qua xem thử tình hình linh vị mẹ được an định thế nào. Đến chiều khi mọi người đều đi dùng bữa cả, do tôi quá ngọ không ăn, nên tôi tranh thủ thời gian này đi đến niệm Phật đường để xem cho biết bài vị mẫu thân được đặt ở đâu. Đến nơi vừa nhìn,
thì ôi chao, quả đúng như chỗ tôi đã từng đặt mẫu thân ngồi trong giấc mộng. Đối diện với linh vị mẹ mình, bất giác niệm buồn thương khởi lên. Tôi không kìm được, lệ rơi sùi sụp. Thế là tôi bèn tụng một quyển kinh A-di-đà và 21 biến chú vãng sinh cho mẹ. Chí thành cầu Phật siêu độ cho bà. Tụng xong thì đi ra, trong lòng bùi ngùi không vui. Tôi ngoái đầu nhìn Thất Bảo Tháp. Nếu như mọi lần thì tôi chỉ xá rồi đi ra. Hôm ấy thì khác. Vừa bước đến sân điện Quan Âm, nhìn thấy tượng Bồ Tát Quan Âm thì tôi liền bái. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cầu xin Bồ Tát từ bi siêu độ cho mẹ con. Đi tiếp đến điện Phổ Hiền, Văn Thù, Thích Ca, tôi đều lần lượt lễ bái, cầu Phật lực gia hộ cho mẫu thân. Sau đó tôi đi lại từng nơi, trong lòng chỉ có một niệm, xin cầu siêu cho mẫu thân. Quay về lại điện Quan Âm, vốn là tôi định đi ra, vì khi đó trời đã tối, thì bỗng phát hiện nơi góc tường bên kia có ánh sáng và từ trong đó thổi ra một luồng âm phong lạnh lẽo thê lương, khiến tôi cảm thấy sợ. Lẽ nào đó là âm phong của oan quỷ không siêu thoát? Vì muốn biết đây có phải là oan quỷ hay không, tôi bèn đi đến xem thử. Khi tới chỗ đó, tôi lớn tiếng nói, này, có phải là hồn oan quỷ nào đó chăng? Nếu có thì hãy đến tìm tôi có thể giúp cho các vị giải quan. Vì trước đây tôi làm ở Bộ Tư pháp, hiện giờ cũng có rất nhiều bạn bè làm pháp quan, kiểm sát quan, tôi có thể thưa giúp các vị giải quan. Khi nói xong thì luồng âm phong lạnh lẽo không còn nữa. Tôi cúi đầu ngó xuống, thấy bên dưới là một tầng hầm, phải xuống cầu thang hình trung ốc mới vào tới được. Thế là tôi đi xuống đó. Nguyên đây là gian thờ cốt, bên trong có thờ Bồ Tát Địa Tạng. Vừa nhìn thấy ngài, tôi liền nhớ chuyện xưa kia Bồ Tát cũng từng cứu giúp mẫu thân. Thế là tôi liền thỉnh cầu Bồ Tát siêu độ cho mẹ. Tôi nói, con chẳng cầu chi khác, bởi có câu một người con xuất gia tu hành chân chính có thể độ cửu quyền thất tổ được siêu thăng. Đây là lời Phật nói, mà Phật thì không hề vọng ngữ. Vì vậy, con khẩn cầu Bồ Tát Địa Tạng, xin tối nay hãy hiển hiện cho con xem. Con muốn được tận mắt, nhìn thấy cảnh mẫu thân thăng thiên. Nếu bà không thăng thiên, con xin quỳ ở đây mãi, không đứng dậy. Nói xong, tôi quỳ trước Bồ Tát Địa Tạng, niệm chú triệu thỉnh mẫu thân. Chú triệu thỉnh rất linh, lúc niệm chú, tay tả tôi kết ấn kim cang, tì vào eo, tay phải bắt hoa ấn, miệng niệm chú triệu thỉnh. Trước đây tôi niệm luôn có cảm ứng, cho nên tôi tin khi tôi triệu thỉnh, mẹ sẽ tới. Sau đó tôi lại tụng diệt định nghiệp chân ngôn của Bồ Tát Địa Tạng. Lúc niệm tôi chắp tay, dùng tâm quán tưởng câu chú chữ phạn. Cứ thế tôi tụng chú diệt định nghiệp, tiêu trừ cổ quỷ cho mẫu thân. Tiếp đến lại vì bà, niệm diệt nghiệp chướng chân ngôn. Tôi kiết thủ ấn, quán tưởng chữ phạn trong tay phóng quang, ánh sáng sắc trắng, cầu cho mẹ tiêu trừ nghiệp chướng. Ba câu chú này vừa niệm xong, tôi thưa với Bồ Tát Địa Tạng. Thưa Bồ Tát, việc con đã làm xong, tiếp đến là phần của ngài. Ngài nhất định phải siêu độ mẹ con. Một ngày mẹ con chẳng siêu thì con xin quỳ tại đây một ngày không đứng dậy. Hai ngày chẳng siêu thì con quỳ hai ngày không dậy. Bảy ngày chẳng siêu thì con quỳ bảy ngày không đứng dậy. Cho đến bao giờ mẹ con thăng thiên mới thôi. Con muốn chứng kiến tận mắt chứ không muốn thấy cảnh mẹ con siêu thăng qua giấc mộng. Nhất định con phải nhìn thấy mẫu thân siêu mới được. Nói xong tôi quỳ xuống niệm. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mắt lệ tuôn tràn, tôi cầu nguyện tha thiết, vừa khóc vừa niệm. Chẳng biết niệm đến bao lâu thì phát hiện trên nền đất dưới tọa Bồ Tát Địa Tạng Vương
bỗng có một làn khói xanh bay lên. Mới đầu nhìn giống như làn khói nhang thật lớn. Chà, có khói hiện, chẳng lẽ đã được cảm ứng? Trong lòng tôi vừa nghĩ thế thì liền gia công niệm. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lúc đó, vần khói xanh dần dần bay lên cao, ra khỏi mái ngói, kết thành hình một vòm hang và bay lên từng tầng. Qua tầng thứ hai, tầng thứ ba, vẫn cứ thế không thay đổi biến hóa gì. Nhưng khi bay đến tầng thứ tư, làn khói xanh đó mới hóa thành hình hoa sen. Đến tầng thứ tám, thì trên hoa sen hiện có một người ngồi, hình dáng giống như mẹ tôi lúc ở nhà. Đến tầng thứ sáu, mẫu thân tôi đã biến thành thiên nhân. Đến tầng thứ bảy, trông bà càng trang nghiêm, đẹp dịu dàng như hình ảnh tổ mẫu nương nương mà nhân gian thường thờ phụng bái lại. Bà đội mũ phượng, mặc y trời, trên tay cầm viên ngọc. Trong chớp mắt, tòa sen bay tít lên cao. Trong khoảnh khắc xoay chuyển biến đổi ấy, tôi vội hướng Bồ Tát Địa Tạng Vương van cầu. Thưa Bồ Tát Địa Tạng, xin Ngài hãy mau mau cho con biết và thấy rõ, chứng thực được người ngồi trong hoa sen đó chính là mẹ của con. Tôi vừa dứt lời, ôi chao, người ngồi trong hoa sen lập tức quay đầu lại, ngó xuống gọi. Nguyên ơi! Là thế danh của tôi. Tôi lập tức hồi đáp. Dạ, con nghe thưa mẹ. Mẹ tôi mỉm cười, vẻ rất hân hoan, và bà hóa thành làn khói xanh bay thẳng lên mây rồi biến mất giữa trời cao. Tôi quay lại nhìn tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương, cảm kích rơi lệ và nói: Thưa Bồ Tát, cảm tạ Ngài đã siêu độ mẹ con thăng thiên. Cuối cùng, ngày hôm ấy, ngay tại đây, tôi tận mắt chứng kiến mẹ thăng thiên nhờ vào đâu? Chính nhờ vào việc tôi xuất gia. Thế thì vì sao có biết bao người xuất gia nhưng mẹ không thể siêu thăng? Chuyện này bạn phải tự hỏi và kiểm điểm chính mình có phạm giới hay không. Nếu như xuất gia đã thọ giới mà phạm giới, thì tính ra chuyện bản thân xuống địa ngục là có dư, thì còn nói chi đến việc đủ phúc đức nhờ vào việc xuất gia mà hóa độ cõi âm sinh thiên, làm sao có được. Nếu như bạn xuất gia, nghiêm trì giới luật, tinh tấn niệm Phật tu hành, phụ mẫu sẽ nhờ công đức xuất gia này của bạn mà sinh thiên. Chắc chắn điều này có thực không nghi. Từ xưa đến nay, sự tích chứng thực việc này có rất nhiều. Phần tôi đem kinh nghiệm về mẫu thân của mình kể ra cho quý vị nghe. Không phải là tự thổi phồng khoe khoang mình, mà chính vì muốn chứng minh lời Phật nói không hề hư vọng. Tôi chỉ là phàm phu, song vẫn có thể nương vào công đức xuất gia tu hành, khiến mẹ được sinh thiên. Tôi hy vọng quý vị đều có thể nghĩ như vậy. Vì xuất gia mình không thể phụng dưỡng mẹ cha, nên tâm hằng nguyện phải nghiêm trì tịnh giới, nỗ lực tu hành, hầu có thể dùng công đức này hồi hướng cho mẹ cha. Nếu như quý vị có thể làm được như thế, thì không còn gì quý hơn. Như vậy mới đúng với câu, đệ tử Phật là đại hiếu, vì báo được ân cha mẹ nhiều đời. Đây mới chính là chân chánh báo đền đại ân đại đức của quyến thân vậy. Câu chuyện thứ 5. Nhân quả luân hồi. Hồn thai nhi ở cõi âm oán hận, quyết trả thù cha mẹ vì đã phá thai. A Di Đà Phật. A Ngọc hướng về phán quan hành lễ. Phán quan đang xử lý án hồn trẻ tại thành thác oan khóc. Tôi nghe thấy có hồn trẻ gái đang kêu lớn. Tôi hận các ngươi, hận chết các ngươi, vĩnh viễn cũng không tha cho các ngươi. Các ngươi đời đời kiếp kiếp cũng không được chết tốt, vĩnh viễn cũng không tha cho các ngươi. Ta nhất định sẽ quay lại tìm các ngươi báo thù. Nó một mực kêu lớn trong đau khổ. Oà, một đứa trẻ nhỏ như vậy mà có tâm oán hận thật lớn. Đứa hồn gái này trông có vẻ lớn hơn những hồn trẻ khác.
Phán Hoàng nói hồn gái này chỉ mới 6 tháng. Sau khi cha mẹ biết là con gái, lần thứ hai bị phá thai. Hai lần đều là 6 tháng bị phá thai. Do đó, hồn gái thượng cáo Diêm Vương. Diêm Vương phê chuẩn nó tiếp tục nhập thai đòi nợ. Qua đó cầu thông với đứa trẻ này xem sao. Tôi niệm một câu A-di-đà Phật cho nó, hỏi nó tại sao thống hận cha mẹ như vậy. Hay là thôi đi, đừng tìm bọn họ nữa. Dù sao, bọn họ cũng không muốn có con gái. Người đầu thai rồi, bọn họ cũng không đối xử tốt như đâu. Sao mà khổ thế? Đứa trẻ này lại kêu khóc oa oa. Nó nói không được. Bất luận đi đến chân trời góc bể cũng phải trả thù. Nhất định không buông tha cho bọn họ. Nó nói trong tức giận và kích động rằng bọn chúng đã giết hại nó lần thứ hai rồi. Khi nạo thai lần thứ hai, bác sĩ có nói làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng cha mẹ nó nói quan trọng nhất là giữ cho người lớn an toàn, còn đứa nhỏ thì không cần. Do đó sẽ sử dụng phương pháp xử lý có lợi cho người lớn. Đứa trẻ gái khóc mà nói tiếp. Lúc đó tay chân nó dùng hết sức đá trong bụng mẹ, hy vọng có thể sớm ra ngoài. Nhưng bác sĩ đã dùng tay ấn vào đầu nó, chích một liều thuốc. Sau đó, nó đột nhiên cảm thấy toàn thân tê đau, không còn sức nữa. Rồi bác sĩ dùng kéo cắt đi tay phải 2 miếng, dùng kìm gấp ra, lại cắt đi chân nó 4 miếng, rồi dùng máy hút ra. Lúc đó, nó cảm thấy lạnh lẽo đến cực đau và nhức xương, thân mình cũng như vậy. Đứa trẻ gái vừa khóc vừa nói, phần đầu, cái tai và con mắt bị cắt đi từng miếng, đặc biệt là cắt đầu rất đau. Phần đầu bác sĩ cắt rất nhiều lần, đã dùng cái móc hình dao nhọn móc tôi ra, lại dùng kìm gấp tôi ra. Mỗi khi bác sĩ cắt tôi một miếng thì thân tôi đau đớn vô cùng, cả người không sức phản kháng, máu chảy liên tục không ngừng. Loại đau khổ này tôi vĩnh viễn cũng không quên đi được. Đặc biệt là người bác sĩ phá thai lần này, kinh nghiệm lại không được phong phú cho lắm. Bà ta động tác chậm hơn người bác sĩ lần đầu, mà còn làm lỡ tay. Vốn đã có thể cắt ít đi vài miếng, nhưng vì bác sĩ lỡ tay làm không tốt nên tạo thêm rất nhiều đau khổ. Ví như cây quậy, máy hút, móc câu vân vân. Đều dùng nhiều hơn lần trước. Tất cả những đau khổ này đều do bọn chúng không cần tôi nữa mà tạo ra. Tôi không gây phiền phức cho bác sĩ, vì bác sĩ có đề nghị sinh tôi ra, nhưng bọn chúng không nghe, là bọn nó không cho tôi nhìn thấy ánh sáng mặt trời, là lỗi của bọn nó. Một lần lại một lần muốn tôi chết, tôi vĩnh viễn oán hận cả hai bọn nó. Tôi muốn chúng nó không được chết tốt, vĩnh viễn không tha cho chúng nó. Rồi lại một lần khóc la trong đau khổ nữa. Ôi thật đúng là, thật là tâm oán hận rất nặng nề vậy. Xem ra đôi cha mẹ tại dương gian này phải tích cực sám hối vậy. Thật ra sinh nam hay nữ có gì khác nhau đâu. Phán Quang nói, hồn trẻ này đã được Diêm Vương nhiều lần phê chuẩn đầu sanh cùng một nhà cha mẹ đòi nợ. Lần này, hồn trẻ có thể cầm lệnh bài trú trong tử cung của mẹ. Đợi khi nó thành hình người rồi, thì lệnh bài này sẽ ở bộ phận sinh dục của nó. Bác sĩ sẽ ngộ nhận nó là nam. Do đó, đứa trẻ gái này sẽ được cha mẹ song thân yêu thương trong thời kỳ mang thai, mong chờ nó ra đời. Tuy nhiên, cuối cùng bọn họ sẽ thất vọng vì sinh ra con gái. Đó là phán lệnh của Diêm Vương. Bọn họ không biết an phận giữ mình, phá hoại pháp kỷ âm luật, phạm tội giết người. Đôi cha mẹ này vốn có phước báo khá tốt, nhưng vì có 2 lần phá thai, hành vi sát sinh này đã toàn bộ tiêu giảm gần hết phước báo và thọ mạng. Sau này lại còn phải chịu đựng sự bất hiếu của trẻ này. Thật ra cũng không phải Diêm Vương phán lệnh cho người cha mẹ này chịu khổ. Chỉ có điều tự thân 2 người này không tuân thủ định luật vũ trụ là không được giết người.
nếu như lúc đầu thai, bọn họ cho ra đời đứa con nhỏ, thì không bị tiêu trừ gần hết phước báo và thọ mạng. Nhân như thế nào, quả như thế đó. Bất luận là giết hại chúng sanh nào, tương lai cũng sẽ bị nó giết lại, đoản mệnh, nhiều bệnh là khó tránh. Bất luận thời đại khoa học phát triển mau chóng như thế nào, ba định luật âm đức căn bản của âm luật, cứu mạng người, thành toàn quả phụ thủ trinh tiết, chí thiện không để người biết. Ba hạng mục này vĩnh viễn không thay đổi. Tiêu chuẩn thiên địa nhân luân cũng vĩnh viễn không thay đổi. Mỗi một sinh mệnh đều có quyền lợi sinh tồn. Tại địa ngục, mỗi ngày đều có quá nhiều hài nhi, nhân vì phụ mẫu dương gian phá thai nên đến đây trình diện. Âm luật sẽ nghiêm trị loại chúng sanh sát nhân này. Cho dù khuyên người phá thai cũng sẽ bị giảm phước thọ, nói chi đến tự mình phá thai. Tương phản, khuyên người không phá thai thì được tăng phước thọ. Mỗi người trong sổ sanh tử tại âm phủ sẽ ghi một đại thiện công đức. Vì làm như thế là lợi mình, lợi người. Phán quan tiếp tục chỉ dạy A Ngọc và nói: Như nay, chúng sanh dương gian đã nghiêm trọng khuyết hãm quan niệm nhân quả, cho rằng đứa trẻ chưa ra đời thì cái gì cũng không biết. Nhưng thật ra, sau khi một sinh mệnh thọ thai thì giống y như một con người. Duy chỉ có sinh mệnh chúng rất mong manh, nhưng chúng có trí nhớ, cũng có thể cảm giác đau khổ. Đặc biệt là khi hồn trẻ đã thành hình người, bọn chúng có thể cảm giác đau khổ mạnh hơn một tầng so với khi thọ thai một tháng. Như thế mà suy ra, A Ngọc, con nghe thử sự tố cáo của hồn trẻ tại thành Thác Oan Khốc thì sẽ rõ. Bệnh phụ khoa, đau lưng, đau đầu, các loại bệnh tật khó lành trên cơ thể những bà mẹ phá thai tại dương gian, đa số đều liên quan đến những hồn trẻ này. Xem thử thành Thác Oan Khốc đúng là thật sự rất lớn, năng lực của tôi thật không nhìn thấy được biên giới. Trong đó, tiếng khóc than liên tục không ngớt, nghe muốn điếc tai. Đúng là tội nghiệp vô cùng vậy. Trước khi về, đi thăm lại đứa trẻ lúc nãy, tôi nói: A Di Đà Phật, em gái nhỏ à, đừng khóc nữa. Nhớ sau khi đầu thai phải hiếu thảo với cha mẹ nha. Rốt cùng mẹ con mang thai 10 tháng cũng khổ lắm, và lại oan oan tương báo lúc nào mới dừng. Nếu như Diêm Vương đã cho lệnh bài thì lần này sẽ không bị não phá nữa đâu. Đứa trẻ gái tức giận trả lời không được, nói nhất định không tha cho chúng đâu. Tôi nói: Như vậy nha, nếu như không có lệnh bài của Diêm Vương thì không biết bao giờ con mới đầu thai được, con nên cảm ơn Diêm Vương ấy. Nó nghe tôi nói như vậy thì bắt đầu không khóc, giống như là chấp nhận cảm ơn Diêm Vương rồi. Tôi nói: Con nên cảm ơn ân đức của Diêm Vương. Nó trả lời: Phải cảm ơn Diêm Vương nhưng vẫn không tha cho cha mẹ. Được rồi, em gái nhỏ, A Ngọc cần phải đi rồi. A Di Đà Phật, hy vọng con về sau không phát sinh những chuyện không vui nữa. Cố gắng bảo trọng nha. Hướng phán quan hành lễ, đa tạ phán quan. Câu chuyện thứ 6: Nhân quả luân hồi, Quan Âm bán dầu. Xưa thật là xưa, Đông Hải là một vùng đất liền, và trên vùng đất liền ấy có một tòa đô thành rất lớn tên là Đông Kinh. Tương truyền rằng vua của thành Đông Kinh là một tên hôn quân vô đạo, đã dày xéo đất nước, khiến Đông Kinh trở thành một quốc gia vô cùng hỗn loạn, đạo đức suy đồi, phong khí bại hoại. Thổ thần của vùng đất ấy bèn đem tình cảnh này trình tấu lên thiên đình, khiến Ngọc Hoàng Thượng Đế nổi cơn thịnh nộ, cho rằng đất Đông Kinh không còn cứu vãn được nữa. Thôi thì chi bằng lấy quyết định tối hậu là nhận chìm cả thành phố xuống đáy biển sâu. Ngài Quán Âm nghe tin này vội vàng đến can gián. Một đô thị to lớn như thành Đông Kinh không thể nào không có một người tốt. Nếu phá hủy toàn bộ
mà không phân biệt trắng đen thì thật là không ổn thỏa chút nào. Ngài bằng lòng đến thành Đông Kinh quan sát điều tra xem thử, vì không muốn người tốt bị họa lây. Bồ Tát Quán Âm đến thành Đông Kinh, hóa thành một bà lão mù lòa, tại ngã tư đường mở một quán bán dầu. Ngài lấy nhánh dương liễu từ trong tịnh bình ra, rải một vài giọt nước tiên. Thế là vại dầu lập tức đầy ắp một thứ dầu thượng hảo hạng, màu vàng trong vắt. Ngoài cửa tiệm còn treo một tấm bảng ghi rằng: một bình nhỏ 3 đồng, 3 bình lớn 1 đồng. Người trong thành Đông Kinh đọc tấm bảng ấy đều cảm thấy buồn cười. Nếu chỉ có 1 đồng mà mua được đến 3 bình dầu lớn, thì ai tội gì mà bỏ ra 3 đồng mua 1 bình dầu nhỏ? Thế là người mua dầu dồn dập kéo tới, múc 3 bình dầu lớn, vứt xuống 1 đồng rồi bỏ đi. Thậm chí có kẻ thấy chủ quán là một bà lão mù lòa, cứ thế ngang nhiên đến múc dầu mà chẳng thèm trả tiền. Ngày nào người mua dầu cũng lũ lượt kéo đến không ngừng. May mà dầu trong vại của bà lão mù múc hoài không hết, múc xong vại lại đầy như cũ. Múc tới múc lui mà mực dầu không chút suy suyển. Tình trạng này cứ thế mà kéo dài trong nhiều ngày. Khách đến mua dầu ai cũng tham lam đến nỗi ngài Quán Âm vô cùng thất vọng. Một hôm có một anh chàng rất trẻ tuổi làm nghề bán đậu phụ đến trả 3 đồng tiền mà chỉ múc có 1 bình dầu nhỏ, rồi còn nói: bà lão ơi, cháu múc dầu rồi, bây giờ đi đây, bà nhớ thâu tiền nhé. Bồ Tát Quán Âm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội gọi anh chàng lại: cậu em này, người ta ai cũng trả 1 đồng múc 3 bình dầu lớn, còn sao cậu lại trả 3 đồng mà chỉ múc có 1 bình nhỏ mà thôi vậy? Anh chàng bán đậu phụ nói: bà lão, tuổi đã già nua, mắt lại mù lòa, thật là bất tiện, mà còn mở quán bán dầu không phải là chuyện dễ. 3 đồng 1 bình dầu nhỏ giá đã phải chăng lắm rồi, làm sao cháu có thể đành đoạn lợi dụng bà cho được. Bồ Tát Quán Âm nói: người ta làm được, tại sao cậu không làm được? Anh chàng bán đậu phụ đáp: mẹ cháu nói, làm người phải có lương tâm, không nên bắt chước kẻ ác làm điều bất lương. Thì ra anh chàng bán đậu phụ còn là một người con hiếu thảo. Ngài Quán Âm lại càng hoan hỷ hơn, bèn nói nhỏ với anh chàng: nói cho cậu biết, thành Đông Kinh sắp sụp đổ. Anh chàng bán đậu phụ nghe thế thì giật bắn người, mở to cặp mắt nghe dạy nhìn bà lão đăm đăm không chịu tin. Bồ Tát Quán Âm nói: tôi nói thật đấy, tôi thấy cậu là người lương thiện tốt bụng nên mới báo trước cho cậu biết. Cậu hãy nhớ kỹ, ngày nào con sư tử đá trước cửa nhà môn trào máu miệng là ngày ấy thành Đông Kinh sẽ sụp đổ. Lúc ấy cậu hãy mau mau nhắm hướng đông mà chạy. Hãy nhớ kỹ lấy, đừng quên. Từ ngày ấy trở đi, sáng nào anh chàng bán đậu phụ cũng chạy đến cửa nhà môn nhìn con sư tử đá. Và cũng từ ngày ấy trở đi, quán bán dầu của bà lão mù tại ngã tư đường cũng không còn nữa. Một buổi sáng nọ, anh chàng bán đậu phụ lại chạy đi nhìn con sư tử đá, thì gặp một người làm nghề đồ tể chuyên mổ lợn. Đồ tể hỏi: rào sáng nào cũng thấy cậu chạy tới đây nhìn con sư tử đá vậy? Anh chàng bán đậu phụ là một người thật thà, nên đem lời báo trước của bà lão mù ra kể lại cho đồ tể nghe. Cái gì? Mồm con sư tử đá trào máu? Cái cậu này sao ngốc quá là ngốc. Đồ tể vừa cười ha hả vừa bỏ đi. Hôm sau, đồ tể muốn phá anh chàng bán đậu phụ một phen, nên trời còn tờ mờ sáng đã đem máu lợn mới giết bôi lên mồm con sư tử đá. Chẳng bao lâu sau, anh chàng bán đậu phụ cũng vừa đến nơi, thấy mồm con sư tử đá có máu, vội vàng cắm đầu chạy về nhà, vừa chạy vừa la: làng xóm ơi,
thành Đông Kinh sắp sụp đổ, hãy chạy mau. Người trong thành cho rằng anh chàng này khùng, nên chẳng một ai buồn để ý. Anh chàng bán đậu phụ chạy một mạch tới nhà, cõng mẹ già nhắm hướng đông mà chạy. Chạy mới được một đoạn đường thì nghe rầm một tiếng. Quả nhiên thành Đông Kinh sụp đổ. Chạy được vài bước thì đất ở phía sau cũng theo những bước ấy mà sụp đổ xuống. Anh chàng chạy không ngừng thì đất phía sau sụp đổ cũng không ngừng. Cứ thế mà chạy thôi là chạy. Tới một lúc anh chàng bán đậu phụ chạy không nổi nữa, đành đặt mẹ già xuống để nghỉ ngơi thở một chút. Kỳ lạ thay, anh chàng ngừng lại nghỉ thì phía sau cũng không nghe tiếng sụp đổ. Anh chàng bán đậu phụ quay đầu nhìn lại thì thấy sau lưng mình là cả một mặt biển mênh mông. Thành Đông Kinh phồn hoa nay không còn nữa. Hai mẹ con anh chàng bán đậu phụ bèn cất nhà ở ngay chỗ đã dừng chân nghỉ ngơi. Dần dần vùng đất này cũng trở nên thịnh vượng. Vì hai mẹ con anh chàng bán đậu phụ ngừng chân nghỉ ngơi rồi, mặt biển mới định lại, nên chỗ này có tên là Định Hải. Còn chỗ anh chàng bán đậu phụ đặt mẹ già xuống nghỉ chân, ban đầu có tên là Phóng Lương Tiêm, mũi đặt mẹ xuống. Sau này, người ta đổi lại thành Hoàng Dương Tiêm. Câu chuyện thứ 7: Nhân quả luân hồi. Kiếp trước giết người cướp của, kiếp này bị oan gia đầu thai làm con đòi nợ. Vùng Huy Lăng thuộc tỉnh Giang Tô có người tên Lương Thạch Trụ, nhà giàu có, sinh được một đứa con trai hết sức yêu thương, niên hiệu Thuận Trị. Năm cuối cùng, tức là năm 1661, đứa con ấy được 19 tuổi, bị bệnh nặng, Thạch Trụ đau buồn lắm. Một hôm, đứa con bỗng gọi tên Thạch Trụ mà nói rằng: "Tôi đời trước chính là người mang tên ấy họ ấy, ở Từ Châu, có 300 lượng bạc, cùng ông đi buôn chung. Tôi bị bệnh lỵ, giữa đường vào nhà xí đi tiêu. Ông thừa cơ hội dùng mũi nhọn xuyên qua một lỗ trống ở vách nhà xí mà đâm vào giữa ngực tôi đến chết. Sau đó, ông tự cắt tay cho chảy máu để làm bằng chứng nói dối với gia đình tôi là giữa đường tôi bị bọn cướp giết chết. Sau khi chết, tôi thác sinh vào nhà họ Vương ở Huy Lăng. Cách đây 20 năm, tôi chính là người họ Vương mang tên ấy. Ngày đó, sau khi tôi chết, thì 3 năm sau ông chết, rồi cũng thác sinh ở Huy Lăng, chính là thân ông ngày nay. Những năm trước, tôi tìm ông không gặp. Tình cờ một hôm vào huyện nộp tiền, bỗng gặp ông ngay phía trước. Khi ấy tôi lập tức nổi giận, dùng nắm đấm nện ông. Nhưng tự mình cũng chẳng hiểu vì sao lại giận dữ như thế. Khi ấy, ông cho tôi là kẻ mất trí nên không lưu tâm. Tôi không trả thù được ông, trở về sinh lòng buồn giận, phẫn uất. Mấy ngày sau thì chết. Cuối cùng lại thác sinh làm con ông. Nay đã 19 tuổi. Tính ra, từ khi tôi bị bệnh đậu mùa, ông tốn kém một số tiền. Mời thầy dạy học cho tôi tốn kém một số tiền. Cưới vợ cho tôi tốn kém một số tiền. Tôi đi thi lại tốn kém một số tiền. Cộng thêm các khoản tốn kém linh tinh khác nữa, cũng đã trả đủ số tiền cướp đoạt của tôi. Tuy là mạng sống của tôi vẫn chưa đền lại được, nhưng bao năm nay ông đối đãi với tôi quá nặng tình. Tôi thật không nỡ nhắc lại chuyện cũ nữa. Nay xin từ biệt. Tôi chỉ sợ Diêm Vương nơi âm phủ không tha thứ cho tội của ông mà thôi." Nói xong thì chết. Từ đó, Lương Thạch Trụ đêm ngày than khóc, lại nói với mọi người rằng: "Con tôi hiếu thảo, thông minh, vì sợ tôi đau buồn nên mới bị ra những chuyện như vậy. Trong thiên hạ, liệu ở đâu lại có được tình cha con như thế chăng?" Rồi không lâu sau, Thạch Trụ lấy một cây thương mài thật sắc. Có ai hỏi thì nói: "Năm nay mất mùa, nhà tôi lại ở cuối thôn vắng vẻ, nên phải chuẩn bị để khi cần thì có thể tự vệ." Một hôm,
Thạch trụ đặt cán thương quay vào tường, quay đầu nhọn ra ngoài hướng vào ngực mình, rồi bỗng nhiên kêu lớn: "Con đợi ta tự đâm là được rồi." Liền hướng về phía mũi nhọn, lấy hết sức mà lao vào. Mũi thương đâm sâu vào ngực đến 7-8 tấc, ghim thấu tận xương. Lời bàn: dương gian có thể có những người chịu ơn không báo đáp, nhưng âm phủ thì không một món nợ nào có thể không đền trả. Người đời chỉ biết món nợ trong đời này là nặng, chẳng biết rằng món nợ để qua đời sau lại càng nặng hơn. Người đi đòi món nợ trong đời này chỉ đến trước cửa chứ không dám vào nhà vì sợ chủ nhà giận tức căm ghét. Nhưng người đi đòi món nợ từ đời trước để lại thì vào tận trong nhà kẻ trốn nợ, an nhiên nằm đó mà khiến cho cả vợ chồng kẻ mất nợ phải đủ điều trân quý mình, phải chăm lo bú mớm, bồng bẩm, cho đến lúc lớn khôn thì lập tức phá sạch cả sản nghiệp, ruộng vườn nhà cửa, đến một cây kim ngọn cỏ cũng không chừa. Nhớ lại nửa đời khổ công gây dựng, không khỏi như người bỏ vốn cầu lãi, cuối cùng lại uổng công làm thân trâu ngựa cho người. Chẳng phải thật ngu si mà đáng thương lắm sao? Câu chuyện thứ 8: nhân quả luân hồi. Đáng sợ cảnh giới của người tự sát, rốt cuộc họ sẽ đi về đâu? Tôi là một cư sĩ ăn chay trường, gìn giữ ngũ giới của Phật. Tôi rất ngưỡng mộ lời nguyện: địa ngục chẳng trống, thề chưa thành Phật, của Bồ Tát Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng, phẩm đầu tiên kể thánh nữ sau khi niệm Phật một ngày đêm liền thấy mình xuống địa ngục, biết được nơi mẹ thác sinh. Tôi rất thích và cảm thấy thật an ủi khi đọc đoạn kinh: nếu người có thể trong 21 ngày nhất tâm chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và niệm danh hiệu Ngài đủ 1 vạn biến, thì sẽ được Bồ Tát hiện thân vô biên, nói cho người đó cảnh giới mà quyến thuộc họ đã sanh về. Hoặc trong giấc mộng, Bồ Tát hiện đại thần lực, đích thân bắt người đó đến các thế giới để gặp quyến thuộc của mình. Mỗi khi xem báo đài, thấy đăng tin người tự tử nhan nhản, tôi buồn vô hạn. Vì vậy, tôi rất khát khao muốn biết những người tự tử sau khi chết rồi họ sẽ đi về đâu. Trong kinh Địa Tạng, phẩm 12 có ghi: những người được nghe danh và thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng rồi chí tâm quy y, có thể mỗi ngày niệm danh hiệu Bồ Tát ngàn biến, luôn đến ngàn ngày, thì điều nguyện cầu của các thiện nam thiện nữ đó sẽ chóng được thành tựu, vĩnh viễn không bị chướng ngại. Căn cứ theo đó, tôi đã thực hiện rất nhiều, nhiều hơn lời trong kinh dạy, nghĩa là trường kỳ tụng niệm, lo tu sửa từng tâm niệm và tha thiết lễ bái Bồ Tát Địa Tạng suốt một thời gian dài. Chỉ nguyện một điều: xin cho con được khai mở trí tuệ, được nhìn và hiểu thấu suốt, biết rõ người tự sát sẽ đi về đâu. Cuối cùng thì ước nguyện này cũng thành đạt. Trong mơ, tôi thật sự được đi đến cõi mà những người tự tử trú ngụ và minh bạch hết mọi vấn đề. Trong kinh Phật tả có 6 cõi: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì vậy, khi tôi tả về cõi quỷ, hy vọng bạn không ngạc nhiên. Cũng có một số ít người trực tiếp thấy, nhưng phần đông người ta không thấy. Đa phần những người gần chết, khí lực tinh thần suy yếu, họ cũng rất dễ nhìn thấy được người ở cõi âm. Bây giờ, mời chư Pháp hữu hãy xem để cùng chia sẻ kinh nghiệm quý giá này với tôi. Cõi âm khí rất lạnh, vì vậy khi tiếp xúc hay tham quan cõi âm rất cần có định lực mạnh, thệ nguyện lớn, tinh thần trong sáng. Cõi quỷ rộng lớn vô biên, được phân thành nhiều khu vực. Bạn đừng cho rằng tự sát là hết khổ, mà chính là mở màn cho thống khổ ngút trời. Cho dù là bạn chết vì tình, vì thiếu nợ, vì đủ lý do, vân vân, mà bạn muốn nhảy lầu,
nhảy sông, uống thuốc độc, cắt mạch máu, cứa cổ, treo cổ vân vân. Khởi lên ý niệm tự tử đủ cách đủ kiểu để hoại thân, thì sau khi chết, những thống khổ bạn phải nhận lãnh càng bi thảm hơn gấp bội. Người tự sát chết rồi thì linh thức lập tức bị giam cầm, chìm trong khốn khổ triền miên. Phải biết rằng tự tử có ba tội nặng. Một, bất hiếu với song thân. Hai, tự hủy hoại hình hài. Phụ phúc báo hy hữu có được thân người là không biết quý trọng mạng sống. Ba, ngu si vô trí. Thân ta là do cha mẹ sinh ra, sống đã không tận hiếu báo, không làm việc ích đời lợi người, lại ngu muội tự hủy hoại, giết thân mình. Đây là tội cực kỳ nặng. Phải biết, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Kiếp này bạn đã mang được thân người, sao lại khinh thường mà hủy hoại chứ? Do lỗi phụ bỏ thân người, nên bạn sẽ rất khó có cơ hội đầu thai làm người. Cho nên, tự tử là một hành động quá ngu si vậy. Ví dụ như, bạn thiếu nợ nên chọn cách chết để trốn, thì phải hiểu rằng đời này nợ chưa trả xong thì đời sau vẫn phải trả nhiều hơn. Hiện tại còn gánh thêm đại tội tự sát nữa. Đây gọi là khổ chồng khổ. Những người tự sát sau khi chết rồi sẽ không ngừng diễn lại động tác tự sát đó. Ví dụ như anh A vào lúc 2 giờ chiều nhảy lầu tự tử. Sau khi chết đi, linh thức anh sẽ bị giam cầm thọ khổ và cứ lanh quanh ở nơi mà mình tự sát. Hằng ngày, cứ hễ đến đúng giờ mà anh từng hủy thân thì anh sẽ trở lại đúng địa điểm đó, ngôi lầu đó, để mà diễn lại cái cảnh tự sát đó một lần. Ngày nào cũng phải diễn như vậy, diễn mãi động tác hủy thân đó cho đến khi tuổi thọ hết. Nghĩa là sao? Nghĩa là hễ dương thọ của anh ta được định là sống đến 70 tuổi, nhưng vào năm 40 tuổi thì anh tự tử. Vậy thì sau khi chết rồi, ngày nào anh cũng phải diễn lại cảnh tự tử này, có nghĩa là ngày nào cũng phải nhảy lầu suốt 30 năm cho đến lúc dương thọ tận. Hơn nữa, mỗi ngày những tư tưởng cực kỳ thống khổ của giây phút tự sát cộng thêm đau đớn trên thân cũng đồng tái hiện lại, hoàn toàn giống y như nhau. Ngoài thời gian này ra thì linh thức anh bị nhốt tại khu phạm nhân tự sát để thọ hình phạt. Trong khu vong tự sát trú này phi thường u ám, rất ẩm ướt và hôi thối. Nơi đây tâm ai cũng ôm đầy oán hận, tiếng rên khóc bi thương, thở than không ngừng, hoàn toàn chẳng có gì cả. Chẳng có nhà, giường, truyền hình, yến tiệc, thức ăn vân vân. Cái gì cũng không có, chỉ có sự thống khổ và khóc lóc mà thôi. Tôi tiến đến một phòng giam, bên trong chứa đầy vong tự sát, oán khí xung thiên phi thường khó chịu. Nhìn mặt người nào cũng rất thương tâm. Tôi bước lại gần một vong, thấy toàn thân anh ướt nhẹp, mắt lõm sâu. Tôi chào, bạn ổn không? Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi rồi đáp, ngài là ai? Tôi là một người bình thường, phát nguyện đến cõi âm để tìm hiểu xem những người tự sát chết rồi thì cảnh giới của họ ra sao. Anh ta nói, cần gì phải hỏi, nhìn là đủ biết tôi quá thống khổ rồi. Tôi không biết nói thế nào để diễn tả được tâm tình hiện tại của mình. Chỉ có thể nói rằng, tôi khổ, rất 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 khổ, chỉ có thế mà thôi. Vì sao toàn thân anh ướt hết vậy? Do tôi nhảy sông tự tử. Vì sao anh lại muốn tự sát? Tôi không muốn kể ra đâu, xin đừng hỏi nữa. Được rồi, xin chào anh. Tôi bước đến một nơi khác, thấy trước mặt mình là một nữ nhân, liền hỏi. Chào chị, vì sao chị lại ở nơi này? Ngài có thể giúp tôi tìm một đứa bé được không? Cầu xin ngài đấy. Chị ta đáp, con của chị ư? Đúng vậy, tôi cho con gái tự sát theo mình, nhưng bây giờ không biết con bé ở đâu. Bởi sau khi tự sát xong
thì linh thức của tôi liền bị áp giải vào đây. Còn đứa con thì không thể tìm ra bóng dáng của nó. Tôi rất đau khổ. Con gái chị hiện đang ở một khu vực khác, chờ đi đầu thai. Bởi vì chị tự ý đoạt mạng con trẻ, hoàn toàn không có sự đồng ý của nó, nên tội chị rất là nặng. Do con chị còn bé, ngây thơ, chưa biết gì, nên không bị tính vào tội tự sát. Do vậy mà nó được đưa đến nơi khác. Thế ư, sao không ai nói cho tôi biết điều này? Tôi van cầu ngài, xin ngài dẫn tôi đi gặp nó có được không? Xin lỗi, tôi không thể dẫn chị đi được. Đây là cõi âm, có quy luật riêng của cõi âm. Chị nhất định phải chịu quả báo tự sát ở nơi này, đó là luật. Chị ta bật khóc thảm thiết. Tôi đi tiếp một quãng, băng qua một ngọn núi thì đến một chỗ khác. Trong đây là một khu biệt giam các phong tự sát khác nữa. Tôi gặp một người đàn ông, nơi bụng ông ta có đường tét dài và sâu, máu me ràn rụa. Tôi hỏi, tiên sinh à, bụng ông bị sao thế? Ông đáp, đây là vết thương do tôi dùng dao rạch bụng mình. Vì vợ tôi ngoại tình theo trai nên tôi rất hận bả. Dù vậy, ông cũng không nên tự giết mình chứ. Ban đầu thì tôi giết bả, sau đó mới tự sát. Tôi chết rồi thì bị nhốt vào đây. Hằng ngày đều phải quay trở về nhà để tái diễn lại cảnh tự sát. Tôi đau đớn và khổ sở lắm, khổ hết chỗ nói. Tôi thẳng thốt than lên. Ôi, lại là vì tình. Tiên sinh ơi, tự sát là tội rất nặng, ông có thể niệm Phật được không? Rồi tôi dạy ông niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát và bảo, ông nhất định phải niệm sẽ giảm nhẹ tội báo. Còn nữa, ông phải sám hối vì giết người là quá sai lầm. Do ông đã giết người lại còn tự sát nên tội càng nặng hơn. Xin hãy nghe lời tôi khuyên, nhất định ông phải cố gắng mà niệm Phật nhé. Chỉ thấy ông ta gật gật đầu không nói gì. Trước mắt tôi lại hiện từng vong linh đầy oán hận rất đáng sợ. Có vong toàn thân đầy máu, tuôn chảy không ngừng. Tận mắt chứng kiến những cảnh này, tôi quả thật lấy làm kinh hãi vô cùng. Những người thế gian đa phần cho rằng tự tử là chấm dứt mọi thống khổ. Họ không hề biết rằng tự sát chính là mở màn cho thống khổ ngoài sức tưởng bắt đầu. Thật quá ngu khờ dại dột. Hèn chi mà chúng ta thường nghe kể ở những nơi có người tự tử thì hay xảy ra cảnh vong náo dù mình không nhìn thấy họ. Bởi vì nếu như nhà, phòng nào đó trước đây từng có người tự hủy thân thì vong linh tự sát đó ngày nào cũng phải quay về mà diễn lại động tác tự tử của họ. Do vậy, nếu phòng nhà đó mà không có quỷ náo thì mới là chuyện lạ. Vì vậy mà người ta thường kể rằng chỗ người tự tử thường hay nghe tiếng khóc than rên rỉ dù không nhìn thấy người. Đó là do vong tự sát phải về diễn cảnh tự tử, bị chìm ngập trong tâm niệm bi thức lúc hủy thân. Phần tôi, dù nương nguyện lực Bồ Tát Địa Tạng Vương được chứng kiến cõi âm, nhưng thú thật, nếu như tôi phải đến trú ngụ ở nhà hay phòng có người tự sát, chắc chắn tôi cũng sẽ rất khổ tâm. Vì sao ư? Vì hằng ngày mắt tôi luôn nhìn thấy rõ một một cảnh quỷ về diễn cảnh tự sát. Thấy rõ thảm cảnh họ chết ra sao, làm sao mà tôi an ổn, thư thái cho được. Giáo lý Phật có những bản kinh siêu độ rất hay và kỳ diệu. Song bạn không thể ỷ lại vào ai đó cầu siêu cho mình, trong khi bản thân bạn không chịu tu. Nếu tâm bạn vẫn đầy ác ý, tà độc thì vô phương cứu chữa. Vì cảnh sẽ tương ưng với tâm. Tâm tốt chiêu cảnh tốt. Siêu độ là giúp bạn phát thiện tâm, biết ăn năn sửa sai. Bạn cần phải tự hoàn thiện bản thân ngay từ lúc còn đang sống. Đừng ỷ lại vào người khác mới là tốt nhất. Trong kiếp nhân sinh, ai sống mà không có não phiền, không có đau khổ? Người giữ thân khẩu ý thiện lành thì tâm sẽ hằng an vui. Khổ là do bởi mình từng gieo ác nhân.
khi phải trả quả ác, phải bồi đền nợ cũ, thì đâu có ai thấy thoải mái, dễ chịu. Ngàn vạn lần, xin bạn không nên khởi ý niệm tự sát. Phải hiểu, tự sát hoàn toàn không giải quyết được vấn đề, chết rồi sẽ càng thống khổ hơn. Nếu cho rằng sống ở thế gian là khổ, nhưng bạn không hề biết rằng kẻ chết vì tự sát sẽ bị nhốt ở khu vực chứa vong tự sát. Người ngu si cứ tưởng chết là hết, là phủi hết muộn phiền, chấm dứt mọi sầu lo. Hoàn toàn không biết rằng sau khi tự sát rồi thì thống khổ ập đến với cường độ mãnh liệt gấp vạn mọi lần cái khổ lúc còn sống. Còn nữa, sao không biết xót thương, tội cho thân quyến bạn sẽ buồn đau biết bao trước hành vi ngu muội này của bạn. Không nên đẩy mình vào con đường tuyệt lộ. Người tự sát sau khi chết và thọ xong quả báo tự sát rồi thì phải đi đến các địa ngục lớn nhỏ mà thọ hình tiếp. Y như trong kinh Địa Tạng từng mô tả, cho đến khi nghiệp tận rồi họ mới có thể thoát ra mà đi đầu thai. Nhưng tái sinh vào đâu, việc này còn tùy thuộc vào nghiệp đã tạo của họ. Câu chuyện thứ 9, nhân quả luân hồi, quả báo bị đọa làm loài lương. Kiếp trước, tôi là một thương gia, chuyên dùng thủ đoạn gian manh để lừa thiên hạ, nên làm giàu rất mau, của cải nhiều như nước. Đời sống vô cùng xa hoa, tửu sắc quá độ, thân thể suy nhược. Ngày nọ, bị một thương gia bạn dụ hoặc, mới đầu hút bạch phiến, thấy tinh thần sảng khoái gấp bội. Được đà, cứ thế mà làm tới, dần dần thành mắc bệnh ghiền, cuối cùng trở nên mê đắm, gỡ chẳng ra. Sự nghiệp thương mại sụp đổ, tiền thâu vô không bù lại được tiền xuất ra. Để có đủ tiền chi dụng trong việc hút sách, bèn quay qua buôn ma túy, lén lút khai thác việc thương mại này và kiếm được rất nhiều tiền, nên càng ngày hút dữ hơn. Nhưng hút ma túy chẳng khác nào tự sát, gan phổi hư hại. Năm 49 tuổi, tôi không chịu nổi bệnh tật hoành hành, nên thác. Sau khi chết, bị quỷ hắc bạch vô thường áp giải xuống địa ngục, xử phạt 12 năm, phải trải qua khắp các điện để chịu tội. Rồi sau mới chuyển kiếp sinh làm loài lương, sống dưới bùn chui chui nhủi nhủi, mềm cả xương đầu, hằng ngày ăn bùn cùng uống nước đục, giống như kiếp trước hô hấp khí độc vậy, chẳng thấy có mùi vị gì hết. Chỉ nhờ kiếp trước đã từng bỏ tiền ra giúp một thiếu nữ tuyệt vọng đang muốn tự sát khỏi chết, nên đã tạo thành nhân duyên kiếp này qua việc được vị nhân sĩ tâm hiền phóng sinh. Giờ đây xin đa tạ mọi người, nhân quả báo ứng, sợi tơ, sợi tóc không sai chệch. Mong người đời gắng tạo nhân lành, tránh khỏi bị đọa lạc tại chốn này như tôi, để tới nỗi hằng ngày phải ngâm mình trong nước tẩy xác thân, trừ khử độc khí cùng tu thân sửa đổi. Câu chuyện thứ 10, nhân quả luân hồi. Câu chuyện thật về chú ngựa trắng xinh đẹp. Bài học cảnh giác, thiện ác, đầu thai làm con gì do chính chúng ta lựa chọn. Mấy năm trước, tôi qua Mỹ thăm bạn, được dẫn đến một khu vườn chơi nổi danh để tham quan. Tiến vào cổng lớn không xa thì thấy có một chiếc xe thổ mộ rất sang trọng vừa đổ lại trước mặt chúng tôi. Tôi bị màu lông trắng tuyết của con tuấn mã thu hút. Nó rất đẹp, đầu ngẩng cao, lông trắng mướt như nhung và cái bờm tuyệt mỹ. Chiếc yên ngựa vàng chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời kali tươi đẹp, càng tăng thêm phong thái uy phủ bất phàm. Con ngựa chở du khách đi theo con đường cố định. Người ta vừa tận hưởng thú vui quý tộc, vừa tha hồ ngắm cảnh thỏa thích mê ly. Chúng tôi không lên xe, chỉ nhìn theo con tuấn mã khỏe mạnh đang kéo xe rời xa. Đoàn chúng tôi mãi vui chơi đến chẳng biết trời đã tối. Lúc quay về, khi đi ra gần đến cổng lớn, thì thấy con tuấn mã vẫn còn đang phục vụ chở khách. Nhưng lúc này thần thái nó không còn anh tuấn hiên ngang, đầu cúi rũ, lê từng bước mệt nhọc, chứng tỏ nó rất đuối sức
hụt hơi. Tôi nhìn bộ dạng nó, từ sáng sớm đến giờ, lao động ít nhất cũng 20 tiếng. Trong nó đờ đẫn mà đau lòng. Tôi lan man suy nghĩ. Chẳng biết con ngựa này kiếp trước nó đã tạo nghiệp gì mà đời này sinh làm tuấn mã, phải ở đây kéo xe suốt ngày. Hôm nay đã có bao du khách ngồi cho nó kéo, và một năm có bao nhiêu người? Không lẽ kiếp trước nó thiếu nợ đến chừng đó người hay sao? Sau khi trở về nước, tôi đem chuyện này thỉnh giáo sư phụ, Hòa Thượng Diệu Pháp. Ngài bảo, con ngựa đó đời quá khứ từng là một người da trắng, làm chủ hàng trăm nô lệ da đen. Trong trang viên của ông ta có hơn trăm nô lệ làm việc. Họ hứng chịu đủ mọi lăng nhục, hành hạ áp bức, phi nhân tính của ông. Sau khi ông chủ da trắng này chết đi, lập tức bị đọa vào địa ngục thọ khổ. Mãn báo ở địa ngục, y đầu thai vào cõi thú, sinh làm con ngựa này. Mang ngoại hình tuấn tú, mỹ miều, thể lực mạnh mẽ, trở thành công cụ kiếm tiền cho chủ, nếm lại cái khổ làm nô dịch. Cho dù những nô lệ kiếp trước bị y áp bức, bóc lột, đài ải, chỉ có hơn trăm người. Nhưng bởi vì y hung tàn và ngược đãi đám nô lệ da đen quá mức, đây không những là phạm tội đáng xấu hổ đối với nô dịch, mà đối với hành vi phi nhân tính, xúc phạm chà đạp con người quá đáng, thì y đã có lỗi với toàn nhân loại. Do vậy mà ngày nay y phải chịu điều khiển, cưỡi ngồi, không được nghỉ ngơi. Đó là quả báo mà y phải trả. Tội nghiệp của y sâu nặng, chẳng biết còn phải làm kiếp trâu ngựa hàng bao nhiêu lần nữa. Đến cuối cùng, khi y được chuyển sinh làm người, thì phải mang thân phận bần cùng hạ tiện, khổ hết chỗ nói. Tôi nghe xong tỉnh ra. Ai mà ngờ được, con tuấn mã khả ái đáng thương kia là có một quá khứ không lấy gì làm vẻ vang như vậy. Tôi thầm nghĩ, nhất định phải tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho con tuấn mã, giúp nó sớm chuộc đền tội nghiệp, thoát ly biển khổ. Đồng thời còn phải niệm Phật siêu độ cho các nô dịch, xoa dịu oán khí xung thiên của họ. Lúc này, hách cư sĩ ngồi bên cạnh tôi, bà là Hoa Kiều định cư ở Malaysia, đột nhiên hỏi. Thưa sư phụ, nhà chúng con hồi ở Hương Cảng có nuôi một con chó tên là Misu. Từ nhỏ, nó đã bầu bạn thân thiết với chúng con. Sau khi cả nhà quy y ăn chay rồi, con chó này nó cũng rất có tánh linh. Không lâu sau, nó cũng bỏ thịt ăn chay theo, khiến cả nhà con đều hết sức vui mừng. Khi gia đình chúng con giờ đến Malaysia rồi, thì 2 năm sau, Misu chết. Chúng con rất buồn. Mẹ con có đến chùa lập bài vị cầu siêu cho nó, còn tổ chức pháp sự chúc phúc cho nó. Chẳng biết bây giờ nó đã tái sinh được vào cõi thiện lành chưa? Mong sư phụ từ bi quán sát giúp giùm chúng con. Trầm ngâm một lúc, sư phụ mỉm cười đáp. Con chó này nhờ đời trước ở nhà người nghe kinh ăn chay, chết rồi lại được các người tụng kinh cầu siêu cho nữa, nên nó đã được chuyển sinh làm người rồi. Hiện giờ cũng đang ở Malaysia, là một cô gái 17 tuổi rất xinh đẹp. Nghe Hòa Thượng nói xong, hách cư sĩ im lặng bấm đốt tay, rồi kinh ngạc lẫn vui mừng la lên. Sư phụ, ngài thật hay quá, Misu nhà con chết, tính đến nay đã đúng 17 năm. Xin ngài hãy cho con biết cô gái ấy hiện giờ ở đâu và tên gì, con rất muốn gặp cô. Sư phụ và mọi người tại hiện trường đều cười. Tôi hỏi hách cư sĩ. Nếu tìm gặp được cô thì bà sẽ nói gì? Không lẽ bà nói, em ơi, trước đây em là con chó nhà chúng tôi nuôi ư? Cô ấy không đánh bà mới lạ đó. Hách cư sĩ cũng bật cười vì sự vô ý nông nổi của mình. Sư phụ hiền hòa nói, có duyên thì sẽ gặp nhau. Rồi sẽ có một ngày nó cùng với gia đình bà hội ngộ. Vừa gặp, đôi bên tự nhiên sẽ cảm thấy rất là thân thiết và nó sẽ báo đáp gấp bội. Lời sư nói, bách niên tu đắc đồng thuyền độ.
tu trăm năm mới được đồng thuyền. Cho nên, chúng ta hôm nay được đồng sự, đồng quê hương, có bạn bè thân quyến, thậm chí còn bao gồm luôn cả cựu nhân, đồng hội tụ, thì xem như là đã có duyên từ nhiều kiếp. Vì vậy, chúng ta phải kết thiện duyên cho rộng, gắng sức giải trừ ác duyên, cùng chung sống hài hòa, bảo tồn thiện khí, chung tay xây dựng một cõi cát tường. Sư phụ từ bi như thế đó, ngài khéo nhìn căn cơ mà giáo hóa. Lần bái thăm này khiến tôi đã thu được lợi ích rất lớn. Gieo nhân thiện chắc chắn nhận quả thiện, gieo nhân ác nhất định sẽ gặt ác báo. Làm sao có thể mất đi được? Cho dù vạn kiếp sau, hạt nhân thiện hay ác đã gieo rồi, thì khi đầy đủ nhân duyên, quả báo sẽ hiện tiền. Xin hãy cẩn trọng.